Bây giờ là 8 giờ 45 phút. Thưa quý vị và các bạn, các phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn không khí đón chào năm mới tại nhiều quốc gia trên thế giới. Và lúc này thì phóng viên Phạm Huân đang có mặt tại quảng trường Thời Đại ở New York.